Xin chào các bạn đến với kênh giới thiệu của công ty Takeo. Hôm nay với chiếc máy FKB Inox TK150, tôi sẽ dùng các nguyên liệu như là cá, ốc, bắp, rau muống và cám để ép thành viên. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này ra thành phẩm ra như thế nào. Và đây là nguyên liệu để test chiếc máy ép cám viên inox TK150, gồm có cám, bắp, rau, cá xay và ốc đập dập. Bây giờ chúng ta sẽ trộn lên và đưa vào máy. Trước khi kết thúc việc ép viên cám thì chúng ta cho một ít rau vào. Đây là viên cám sau khi cho rau vào, nó sẽ ướt và tơi như thế này, thì ở trong mặt sàn nó sẽ mềm hơn. Khi lần sau sử dụng chúng ta không cần phải vệ sinh mặt sàn nữa. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.